Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. 12 mưu kế nổi tiếng nhất thời đại Gia Cát Lượng vẫn còn giá trị đến ngày nay. Phần số 3. Thời đại Tam Quốc phân tranh đã chứng kiến sự xuất hiện của các anh hùng cái thế, những vị quân sư lỗi lạc và những mưu kế làm thay đổi cả bánh xe lịch sử. Và sau đây là những mưu kế nổi bật nhất được đời đời truyền tụng, như là những giai thoại có 102 trong sử sách. Chu mượn tay Tào Tháo giết Sái Mạo và Trương Doãn. Sau khi đánh bại đại quân Việt Viên Thiệu ở Quan Độ, Tào Tháo đã kiểm soát được miền Bắc, ôm chí thống nhất toàn cõi Trung Quốc. Tào Tháo mang 83 vạn đại quân xuống chinh phạt Đông Ngô, thế lực rất lớn mạnh. Tào Tháo chiếm lĩnh Kinh Châu, lại thu dùng những tướng lĩnh thành thạo thủy chiến như là Sái Mạo, Trương Doãn để huấn luyện thủy quân, tích cực chuẩn bị Nam Hạ tiêu diệt Tôn Quyền. Năm 209, Tào Tháo sai Tưởng Cán đến dụ hàng Chu Du, vốn là bạn cũ của Chu Du. Tưởng Cán mau chóng lên đường sang Đông Ngô để dò la tin tức. Chu Du đã sớm biết được ý định của Tào Tháo nên cố tình đóng kịch để lừa Tưởng Cán. Chu Du cho bày tiệc rượu thiết đãi bạn cũ, rồi còn dẫn Tưởng Cán đi dạo chơi, thăm thú doanh trại của Ngô. Đoạn, Chu Du giả say đưa Tưởng Cán về ngủ cùng trong doanh trại. Trước đó, Chu Du đã sớm chuẩn bị một lá thư đặt trên mặt bàn, giả vờ ngủ say. Nửa đêm, Tưởng Cán mò dậy, bỗng thấy lá thư trên mặt bàn. Đó là thư độc hàng của Sái Mạo, Trương Doãn mà Chu Du đã mạo danh viết. Trong thư nói rằng, không lâu nữa sẽ dâng đầu của Tào Tháo. Tưởng Cán tưởng thật, lập tức lấy trộm bức thư đó, mau chóng lẻn về bờ bên kia sông báo tin. Về đến doanh trại quân Tào, Cán mới đưa thư đó cho Tào Tháo xem. Tháo coi xong nổi cơn thịnh nộ, cho quân chém đầu Sái Mạo và Trương Doãn. Nhưng chỉ ít lâu sau đó, khi bình tĩnh suy xét lại, Tào Tháo mới biết rằng mình dính kế phản gián của Chu Du. Tào Tháo đã phải trả giá đắt cho sự nóng giận nhất thời của mình. Quân Tào phần lớn là người miền Bắc không quen thủy chiến, đò giang sông nước, nhiều tướng sĩ ốm đau, say sóng. Sái Mạo, Trương Doãn vốn là những thủy sư đô đốc rất có tài, tiên thiết kế cả thủy trại cho Tào Tháo. Chẳng may chết oan, thủy quân Tào như rắn mất đầu, bại vong trước Đông Ngô là điều tất yếu. Ba cẩm nang của Gia Cát Lượng phá Chu Du, giữ Kinh Châu. Kinh Châu là ngã ba thiên hạ, có vị trí chiến lược về mặt quân sự. Vì vậy, đây là vùng đất mà cả Tào Tháo, Tôn Quyền lẫn Lưu Bị đều thèm khát. Sau trận Xích Bích, Lưu Bị chiếm được phần lớn Kinh Châu, lấy tiếng là mượn của Đông Ngô, nhưng liên tục trì hoãn không chịu giao trả. Bất chấp Tôn Quyền nhiều lần sai sứ giả sang đòi. Khi ấy, được tin Cam Phu Nhân, tức là vợ của Lưu Bị, vừa mới mất, Chu Du lập tức nghĩ ra quỷ kế đoạt lại Kinh Châu bằng cách mai mối cho Lưu Bị lấy em gái của Tôn Quyền. Sau đó Lưu Bị tất sẽ phải sang Đông Ngô bái lĩnh Nhạc Mẫu. Chu Du sẽ lấy cớ đó giữ Lưu Bị lại, uy hiếp đòi trả Kinh Châu. Lỗ Túc nghe kế về báo với Tôn Quyền. Quyền thấy hay lắm, liền cho Lã Phạm lên đường sang Kinh Châu mai mối kén rễ. Thế nhưng Gia Cát Lượng đã sớm đoán biết được ý đồ của Chu Du. Sau khi bói một quẻ, Khổng Minh thưa với Lưu Bị: Chu Du tuy giỏi dùng mưu nhưng che sao được mắt tôi. Tôi chỉ dùng một mẹo nhỏ khiến cho Chu Du không thò được ngón gì, mà em gái của Ngô Hầu lại về tay chúa công, Kinh Châu cũng vững như bàn thạch. Sau khi được Tôn Quyền đồng ý thì Huyền Đức vẫn ngại ngùng không muốn đi. Khổng Minh nói: Tôi đã định sẵn ba kế, việc này phi Tử Long đi không xong. Bèn gọi Tử Long đến cạnh, ghé tai dặn rằng: Người bảo vệ chúa công sang Đông Ngô nên nhận lấy ba cẩm nang này, trong đó có ba kế rất hay, cứ theo thứ tự mà làm. Nói đoạn thì đưa ba cẩm nang cho Vân giấu kỹ trong người. Đoạn Khổng Minh sai người sang Đông Ngô dâng lễ cưới trước, lễ vật đầy đủ không thiếu thứ gì. Kế số 1, khi Lưu Bị sang Đông Ngô, Tử Long mở túi thứ nhất ra xem. Xem xong, Vân gọi 500 quân sĩ dặn bảo các việc. Lại nói với Huyền Đức vào ra mắt Kiều Quốc Lão trước. Cụ này là cha hai nàng Kiều, nhà ở Nam Tư. Huyền Đức mang dê và rượu vào bái kiến Quốc Lão, thuật lại việc Lão Phạm sang làm mối Tôn phu nhân. 500 quân sĩ, người áo thấm, kẻ quần điều, tấp nập ra phố mua bán đồ vật, nói toàn lên rằng
Huyền Đức vào làm rể Đông Ngô, mọi người trong thành đều biết chuyện cả. Mục đích cái này là khiến cho sự việc đang bị bưng bít được cả thiên hạ biết đến, bao gồm cả Quốc Thái, tức là mẹ của Tôn Quyền. Sau đó, Quốc Thái nổi giận lôi đình, mắng Chu Du và Tôn Quyền té tát vì dám qua mặt bào mà bày kế mỹ nhân để hại người. Quốc Thái hẹn Lưu Bị tới chùa Cam Ninh, coi mặt rồi tỏ ra rất ưng ý vì tướng mạo phi phàm của Rể Khiên. Từ đó Lưu Bị được Quốc Thái bảo vệ cho đến ngày cưới xong xuôi. Chu Du biết tin việc giả thành thật rồi, lại bày kế thứ hai cho Tôn Quyền nói: theo ý của tôi, chỉ bằng hãy giam lỏng hắn ở Đông Ngô, sửa sang cửa nhà cho lộng lẫy, làm nhục chí khí của hắn đi, đưa vào nhiều gái đẹp và những đồ quý báu, khiến hắn mê mải cuộc chơi, nhạt tình cũ với quan, trương, quên và các lượng, mỗi người một nơi, rồi ta sẽ đem quân sang đánh, thế nào việc lớn cũng thành công. Quyền nghe thấy đắc ý lắm, làm y như lời của Chu Du. Quả thật là Lưu Bị từ đó tới cuối năm chỉ suốt ngày ăn chơi hưởng lạc bên mỹ nhân và các thú vui của giang nam mà quên mất đường về. Cái số 2, Triệu Vân sực nhớ Khổng Minh trao cho 3 cái túi gấm có dặn thoạt tiên đến Nam Từ thì mở túi thứ nhất, cuối năm mở túi thứ hai, đến khi nào nguy cấp không có đường chạy thì mở nốt cái túi thứ ba. Trong túi có mẹo xuất quỷ nhập thần, bảo toàn được chúa công về tới nhà. Thế là Vân y lời kế thứ hai của Khổng Minh, vào khóc lóc sợ sệt nói với Lưu Bị là Tào Tháo khởi 50 vạn quân đánh Kinh Châu để trả thù trận Xích Bích. Nhờ Tôn phu nhân giúp đỡ, Lưu Bị đợi đến giữa hôm mùng 1 Tết, cùng với phu nhân mượn cớ ra bờ sông tế tổ, rồi lẻn về dưới sự yểm trợ của Triệu Vân. Lúc này quân của Tôn Quyền đuổi riết đến nơi sát bờ sông, Vân nói: chúa công chớ ngại, quân sư có 3 điều diệu kế ở trong túi gấm này, 2 lần mở trước đều đã trúng cả, nay còn điều thứ 3, chẳng lúc nào nguy cấp lắm mới mở, chính lúc này nên mở ra xem sao. Kế thứ 3, nói rồi Vân mở nốt túi thứ 3 dâng lên. Huyền Đức xem xong, đến ngay trước xe của Tôn phu nhân khóc lóc nói rõ sự tình. Ông kể rằng việc mai mối kết hôn giữa mình và phu nhân là kế của Tôn Quyền và Chu Du, muốn lấy Kinh Châu chứ không phải thiệt lòng. Lưu Bị vì tin là sẽ gặp được tri kỷ nên mới liều mạng sang đây, rồi mới rơi vào tình cảnh bi đát như thế này. Tôn phu nhân nghe xong hiểu chuyện, dẫn Tử Long về sau chặn hậu và cản 4 tướng của Tôn Quyền lại. Còn Lưu Bị ra tới bờ sông, nhưng quân binh cầm theo kiếm của Tôn Quyền vẫn đuổi sát, muốn lấy mạng của hai người. Bất ngờ, từ hơn chục chiếc thuyền buông gần đó có tiếng cười, Khổng Minh bước ra và rước Lưu Bị cùng Tôn phu nhân lên thuyền trở về. Quân Chu Du dùng thuyền lớn đuổi theo, Khổng Minh lúc này đã cập bờ, gấp rút tháo chạy qua hẻm núi, thì Chu Du xô quân xuống đuổi giết. Đang đuổi miết, bỗng thấy hồi trống nổi lên, một toán quân ở sườn núi kéo ra, đại tướng đi đầu là Quan Vân Trường. Du luống cuống vội quay ngựa chạy, Vân Trường sắp tới, Du té ngựa chạy chí chết. Đang chạy, Hoàng Trung, Ngụy Duyên hai bên đổ ra đánh giết, quân Ngô thua to, Du lật đật xuống được đến thuyền, thì quân sĩ ở trên bờ đồng thanh hô lớn: Chu Du diệu kế yên thiên hạ, đã mất phu nhân lại thiệt quân. Thế mới thấy tài năng của Gia Cát Lượng đã hoàn toàn vượt xa đại đô đốc Đông Ngô là Chu Du, ngồi ở nhà mà tính chuyện ngàn dặm, khiến cho đại cục thục hán từ đó không ngừng hưng vượng, mà Đông Ngô thì mất cả chì, tức là Lưu Bị lẫn chài là Tôn phu nhân. Khương Duy trá hàng muốn dừng lại thục quốc. Sau khi Gia Cát Lượng mất thì học trò của ông là Khương Duy tiếp quản quyền lãnh đạo quân đội, nối chí lớn của thầy, tiếp tục nhiều lần mang quân thảo phạt đất Ngụy. Tuy nhiên những cuộc chinh phạt ấy không mang lại nhiều lợi thế về mặt quân sự. Ngược lại, nước Ngụy bấy giờ đầy rẫy nhân tài, Đặng Ngải và Chung Hội đều là những anh kiệt tài ngang ngửa với Khương Duy, Khương Duy tiến lui đều khó. Trong khi đó thì tình hình chính trị ở nước Thục vô cùng rối ren, hậu chủ Lưu Thiện tin dùng hoạn quan là Hoàng Hạo, và Hạo thường tìm cách hãm hại Khương Duy, do đó Khương Duy không dám về thành đô mà chỉ đem binh đồn trú ở bên ngoài. Lúc này thì Tư Mã Chiêu hiện đang cầm quyền bính ở nước Ngụy, sai Đặng Ngải, Gia Cát Tự và Chung Hội chia quân làm 3 đường tấn công Thục Quốc. Trong khi Chung Hội và Khương Duy đánh nhau ác liệt ở Hán Trung, Đặng Ngải thừa cơ vượt qua dãy núi hiểm trở Âm Bình, thọc vào phía sau nước Thục.
hậu chủ Lưu Thiện ra lệnh cho Khương Duy bãi chiến xin hàng. Khương Duy vốn biết rõ Trung Hội và Đặng Ngải mâu thuẫn lâu nay nên vờ ra hàng Trung Hội để chờ thời cơ. Nước Thục bị chiếm đóng, vào lúc đó thì Tư Mã Chiêu lo sợ Đặng Ngải Trung Hội làm phản nên có ý trừ khử sớm. Tư Mã Chiêu thoạt tiên truyền cho Trung Hội phải bắt Đặng Ngải. Đặng Ngải ít quân, không chống cự nổi, bị bắt sống rồi giải trói về chờ xử tội, bất chấp người thực sự có ý làm phản chính là Trung Hội. Khương Duy ra hàng, hoàn toàn chiếm được lòng tin của Trung Hội. Hội thường đàm đạo suốt ngày, không biết chán với Duy, đi cùng xe, ngủ cùng giường, ăn cùng mâm với nhau. Lúc ấy Khương Duy lấy gương của Hàn Tín năm xưa để kích động Trung Hội làm phản, có ý nói rằng nếu không mau chóng đứng ra tự lập tính kế lớn thì sớm muộn cũng bị Tư Mã Chiêu từ bỏ. Trung Hội nghe theo liền. Khương Duy định mượn kế dùng tay của Trung Hội để giấy binh gây dựng lại cơ đồ của nhà Thục. Các tướng ngụy dưới quyền của Trung Hội không nghe theo, bèn bị Hội giam cả lại. Khương Duy lại kích Trung Hội giết chết hết các tướng ngụy đó đi, định sau này tìm thời cơ trừ luôn Trung Hội để nắm lấy binh quyền gây dựng lại Thục Hán. Tuy nhiên việc chưa thành thì bị bại lộ. Các tướng sĩ nước Ngụy tập hợp hết binh mã lại, đánh bật trở lại Trung Hội. Trung Hội và Khương Duy đều chết trong đám loạn quân. Kế trả hàng của Khương Duy thất bại. Khi mổ bụng của Khương Duy, tất cả đều kinh hãi khi thấy quả mật của ông to lớn khác thường, một dấu hiệu biểu tượng cho thấy chí nằm gai nếm mật, chịu khổ nhục kế của Khương Duy lớn lao đến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!